Công ty Tử Hanh Nguyễn, công ty Auto Hanh Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay ngày buổi sáng thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2018, công ty Tử Hanh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện niềm vui mình, đó là test những thiết bị âm thanh đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Thiết bị thứ nhất là một chiếc Idol View nổi tiếng và lưng nhạc. Thiết bị thứ hai là một chiếc máy lén DVX 26XL. Thiết bị thứ ba là một lọc DVX 2231. Thứ tư là một chiếc vàng số BOC GX 12 màu vàng gold rất đẹp, lịch lãm và cao xa. Đây là những thiết bị có thể nói đang dẫn đầu tại thị trường Việt Nam hiện nay, đang là mưa làm gió mà chinh phục được triệu triệu trái tim đam mê hát và yêu âm nhạc, phải thốt lên rằng quá xuất sắc và tuyệt vời. Chất âm chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc của sợi tần Ebenezer, thì cộng với đôi bàn tay và khả năng kinh nghiệm của anh Nguyễn đã trải nghiệm qua quá trình làm âm thanh, thì sẽ làm cho các bác phải mê lòng khi được sở hữu những thiết bị âm thanh trực tiếp từ công ty điện tử Hanh Nguyễn cung cấp. Trước khi gửi đi xa thì Hanh Nguyễn sẽ test kỹ cho bác Phạm Văn Nguyên, địa chỉ số nhà 97 ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, có lấy một chiếc vang số X10 BOCG, em chuyển sang X12 phiên bản mới nhất. Một Idol View nổi tiếng Việt Nam, một lọc DVX 2231 và một chiếc máy lén 266XL. Đây có thể là những thiết bị đang dẫn đầu hiện nay trên thị trường Việt Nam. Và em up cho bác với bản số này 6 chế độ. Chế độ 1, chế độ 2, chế độ 3, chế độ 4 là để hát ca, chế độ 5, chế độ 6 để nghe nhạc. Bác chỉ cần dùng điều khiển ấn M1, M2 hoặc M3 hoặc M4 là bác có thể thay đổi được cái lựa chọn cái kiểu hát nào để phù hợp với loa nhà các bác, bác sẽ làm. Còn nút này chính là nút chỉnh to nhỏ mic, nút này to nhỏ nhại ít hay nhiều, đây là nhạc to nhỏ này. Còn là tất cả cơ hội thì em đã đánh dấu hết rồi nhá, đánh dấu hết này. Không may có chỉ vận chuyển nó sai lệch thì bác có thể vặn lại đánh dấu không này. Đấy, tất cả thông số này dấu hết rồi, chi tiết cụ thể. Bác nhớ đây là hai đèn này sáng này, hai đèn này sáng, đó là dấu này, cái đèn này không được sáng nhá, đấy, đèn này đèn bay bát, sáng, cái này dấu bút đấy này, và đây ta cắm sẵn như này, để thừa dây ra bác về bác sẽ dùng, rất là hay luôn. Còn bây giờ anh lấy con, anh lấy con gì nhỉ? Anh có lấy con gì? Rồi sang con sang hô à? Cân lại. Không phải không, cân lại là có vấn đề. Không phải do ba năm cân lại đâu. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi, em nói ra đi chẳng đẹp một lời. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành giáp giới, anh không hề kết tội em đâu. Duyên thì không chọn dẻo leo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng chắc thà để tình đôi đơn, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưỡi vợ là sao. Quá trình em kết cho bác Phạm Văn Nguyên đã hoàn thành. Thay mặt công ty xin cảm ơn bác và chúc bác luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và sớm nhận được bông hoài của anh Nguyễn.